Sơn La giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đại học đầu tiên ở Việt Nam đào tạo Gen AI. Học làm chiến sĩ công an, thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sống bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Xin kính chào và cảm ơn quý vị, các bạn đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của STV hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật nội dung phần tin tức. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các đơn vị liên quan, các bộ ngành sẽ phối hợp để đưa ra các giải pháp khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó sẽ cân nhắc giải pháp cho phép người không cư trú mở tài khoản online eKYC tại ngân hàng. Theo đó, trong năm 2023, có đến 9 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng vô cùng lớn, tạo điều kiện kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt hiện nay, với trường hợp như người không cư trú mở tài khoản mà không có cơ sở dữ liệu căn cước công dân, thì Ngân hàng Nhà nước đang sửa quyết định cho phép mở tài khoản eKYC tại ngân hàng, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật cho người dùng, giảm tội phạm trong thanh toán không dùng tiền mặt. Năm 2024, Sơn La được giao tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện gần 4.339 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 là hơn 499 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm nay là hơn 3.839,3 tỷ đồng. Xác định làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ tạo sức bật tăng trưởng kinh tế, tỉnh Sơn La đã quyết liệt triển khai nhiệm vụ này với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, 5 tháng đầu năm nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 27,14% tổng kế hoạch vốn năm. Trong khi đó, mức giải ngân bình quân chung của cả nước là 23,34%. Phân theo từng chủ đầu tư có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình chung toàn tỉnh. Điển hình như Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trường Cao đẳng Sơn La, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn còn 8 đơn vị chưa giải ngân. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương bám sát kế hoạch chi tiết về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Các chủ đầu tư thực hiện ký cam kết tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý và cả năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Yên Châu là vùng trồng xoài quy mô lớn của tỉnh với trên 3.283 ha xoài, sản lượng ước đạt 15.000 tấn quả trên năm. Là địa phương có khí hậu nóng, khô cùng với địa hình thổ nhưỡng phù hợp với cây xoài, cùng những giống xoài bản địa được người tiêu dùng ưa chuộng như xoài tròn, xoài hôi và nhiều giống xoài mới cho năng suất cao như xoài tượng da xanh Đài Loan, xoài Thái, xoài Úc. Trung bình mỗi năm, huyện Yên Châu tiêu thụ trong nước trên 13.000 tấn xoài và xuất khẩu 3.200 tấn xoài sang thị trường các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, tôn vinh người trồng xoài, từ năm 2017, huyện Yên Châu tổ chức ngày hội xoài. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan trải nghiệm mỗi năm. Chuỗi sự kiện, hoạt động ngày hội được tổ chức đa dạng kéo dài với nhiều nội dung hấp dẫn hơn qua từng năm. Ngày hội còn là dịp tạo cơ hội cho nông dân, hợp tác xã trồng xoài được giao lưu học hỏi, nâng cao kinh nghiệm, kết nối thêm nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến ký kết hợp tác bao tiêu, xuất khẩu các sản phẩm nông sản, nhất là sản phẩm xoài của huyện. Năm 2024, sản lượng xoài của huyện Yên Châu ước đạt 19.500 tấn, sản phẩm xoài tham gia xuất khẩu dự kiến đạt 3.200 tấn. Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc xảy ra tại nhiều bệnh viện thời gian qua, Bộ Y tế đã có những giải pháp khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, để có giải pháp triệt để và lâu dài thì cần điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn. Trong đó, sửa đổi luật dược được ngành y tế nhận định là giải pháp trọng tâm. Một số nội dung trong luật dược được sửa đổi lần này hướng tới việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở kinh doanh dược, bổ sung một số loại hình kinh doanh, phương thức kinh doanh, đặc biệt đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, cấp phép nhập khẩu thuốc, từ đó tăng cường khả năng tiếp cận thuốc, chất lượng, an toàn, hiệu quả đến người dân, đồng thời làm giảm giá thành thuốc và giảm chi phí điều trị cho người dân. Năm 2024, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phấn đấu tổ chức 16 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 7.500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 12 đợt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện với 8.000 người đăng ký hiến máu, đã tiếp nhận trên 6.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra 1.000 đơn vị, góp phần mang lại sự sống cho rất nhiều người bệnh cần máu. Năm 2024, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đặt mục tiêu tuyên truyền vận động khoảng 10.000 người tham gia đăng ký hiến máu và tiếp nhận 7.500 đơn vị máu. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các địa phương, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, người dân tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện. Nhất là chương trình Hành trình đỏ sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2024, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện, nâng cao số lượng người tình nguyện hiến máu, vừa góp phần vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vừa thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên của Việt Nam mở chương trình kỹ sư chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, tạo sinh Gen AI. Theo đó, chương trình về Gen AI của Bách khoa kéo dài 1,5 năm với 48 tín chỉ dành tốt nghiệp cử nhân các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngành gần. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức nền tảng về AI và chuyên sâu về Gen AI như học máy, học sâu, vận hành, triển khai và giám sát các mô hình học máy, xây dựng các ứng dụng Gen AI, tạo sinh văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, ứng dụng Gen AI trong các lĩnh vực, đạo đức AI và xây dựng trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức, tiếp theo chương trình là mục Lăng kính ngày mới. Thưa quý vị, đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hành trình thoát nghèo, những năm qua, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội Sơn La luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Chào Ngày Mới tại huyện Thuận Châu. Nhà văn hóa xã Trình Ngàm, nơi hàng tháng diễn ra phiên giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Châu. Ngay từ rất sớm, anh Tiếp cùng nhiều người dân trong bản đã đến để giao dịch. Tại đây, anh được cán bộ ngân hàng chính sách tư vấn chi tiết về quy trình vay vốn, các điều kiện cần thiết và cách thức lập hồ sơ vay vốn, cùng với đó là định hướng sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Hôm nay tôi đến vay vốn ngân hàng chính sách 100 triệu đồng để chăn nuôi bò sinh sản. Và tôi thấy ở đây được mở phiên giao dịch tại Ủy ban nhân xã Trình Ngàm rất thuận lợi, không phải đi lại nhiều. Mà tôi đến đây thì thủ tục rất là đơn giản, nhanh gọn. Qua nguồn vốn này thì tôi thấy là lãi suất rất là thấp, giúp gia đình chúng tôi là phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Là hộ nghèo, năm 2018, gia đình chị Lò Thị Thoan được vay vốn với số tiền 32 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển sản xuất. Với số tiền trên, gia đình chị Thoan đã đầu tư mua bò vỗ béo. Sau hơn 5 năm chăn nuôi, gia đình chị tiến hành xuất bán và lãi được hàng chục triệu đồng. Không chỉ trả được gốc và lãi cho ngân hàng, gia đình chị lại có thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư. Trước đây, gia đình tôi là hộ nghèo, được ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay, gia đình tôi đã mua được 2 con bò sinh sản, giúp gia đình phát triển kinh tế ngày một khấm khá và đã thoát nghèo. Mong muốn của gia đình là ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Châu đã cho trên 16.000 hộ vay, với tổng dư nợ gần 820 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 23,77%, giảm 13,29% so với năm 2021. Hộ cận nghèo là 12,94%, giảm 2,52% so với năm 2021. Hộ nghèo ấy thì ngày xưa là họ thường thường là trông chờ ý lại và hỗ trợ của nhà nước, thì bây giờ cũng đã hết. Và ngân hàng chính sách xã hội trong hoạt động thì cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng sách là tiếp cận dần, làm quen với cái hoạt động tài chính ngân hàng. Có thể khẳng định, các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến đời sống người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thuận Châu. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện Thuận Châu thoát nghèo vào năm 2024.
Không chỉ tại huyện Thuận Châu mà tại tất cả các địa phương trong tỉnh, chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, đã và đang phát huy ý nghĩa, đem lại nhiều kết quả tích cực, tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thưa quý vị, chương trình Học làm chiến sĩ công an do Công an tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La tổ chức đã mang đến những trải nghiệm quý giá cho 105 chiến sĩ nhí trong những ngày hè. Trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ nhí đã được giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sống bổ ích. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Hoàng Gia Bảo đến từ Hà Nội đã thực hiện rất thành thục những thao tác nội vụ sau ít ngày được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn. Được tham gia chương trình và trải nghiệm cuộc sống của các chiến sĩ công an đã giúp Bảo tự tin, tự lập và thêm yêu mến hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Vì con cảm thấy rất ngưỡng mộ các chú công an. Và con muốn là tự lập để sau này không cần nhờ vả đến bố mẹ nữa. Không chỉ tự giác gấp chăn màn và đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp, mà các chiến sĩ nhí khi tham gia học làm chiến sĩ công an còn được huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ, tìm hiểu về đặc thù công việc của ngành công an, được hướng dẫn về luật giao thông đường bộ, cung cấp kiến thức về các tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được trang bị các kỹ năng thoát hiểm, sẵn sàng bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Khi tham gia chương trình học làm chiến sĩ công an, con thấy rất là vui và hào hứng, giúp con có thêm kiến thức là để trở thành một chiến sĩ công an thì chúng ta cần nhanh nhẹn, khéo léo và khỏe mạnh ạ. Khi mà kết thúc học kỳ này thì con mong rằng sẽ có nhiều bạn đến và chương trình này sẽ được tổ chức nhiều hơn ạ. Trong chương trình chiến sĩ công an này, và con mong muốn mà tổ chức ra nhiều những hoạt động được học tập nhiều kỹ năng sống cho bản thân mình ạ. Sau một tuần học làm chiến sĩ công an, các chiến sĩ nhí được rèn luyện tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, giúp các em trưởng thành và xác định rõ trách nhiệm của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua chương trình thì chúng tôi cũng muốn các bạn hiểu rõ hơn về lực lượng công an nhân dân để và giáo dục và có thể hướng đến các bạn có ước mơ từ nhỏ là làm một người chiến sĩ công an. Để mai kia các bạn cố gắng phấn đấu và được trải nghiệm cuộc sống trong này, được tập làm một người chiến sĩ như các bạn mơ ước. Chương trình học làm chiến sĩ công an đã tạo cơ hội cho các em tham gia học tập giao lưu, rèn luyện kỹ năng, đồng thời phát triển tư duy độc lập, chủ động, tự tin bản lĩnh và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thiết thực để các em có những trải nghiệm thú vị với nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong dịp hè, góp phần bồi đắp và nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân của thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Vâng, một tuần trải nghiệm trong môi trường kỷ luật, được khoác trên mình màu áo xanh công an, chính là hành trình rèn kỹ năng sống, rèn kỹ năng xã hội cho các học viên tham gia chương trình, tạo môi trường để các em thiếu nhi trau dồi bản lĩnh, ý chí, tác phong sống tự lập, kỷ luật, đồng thời mang đến cho các em những ngày hè an toàn, bổ ích. Chương trình Chào Ngày Mới của STV hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.